Ngôi nhà Phật hôm nay chiều thứ sáu ở miền Bắc California. Giờ là 8:20 sáng, 8:20 tối ngày 1 tháng tháng 4 năm 2022. Xin kính chào các quý vị, các bạn, các cô, các chú, các bác. Âm thanh nghe ok ha. Hôm nay chiều thứ sáu cuối tuần rảnh rỗi, không có đi tiệc tùng, lên đây ngồi hàn huyên với quý vị vui hơn. Chuyện tình hình thế giới thì gần đây thì cũng không có gì náo động, chỉ con cái là ở trên cái kia vậy, không có muốn tiếp tục đánh nữa, muốn nghe với Ukraine giảng hòa. Đó là cái phần bên đó để cho bớt sự chết chóc. Bởi giờ là Putin làm một bài học quá lớn cho những người, những nước độc tài, những nước tham học một bài học rồi. Thì để mà mai mốt không còn những cái nước không còn hung hăng nữa, ở Biển Đông mình á, bữa nay có người đệ tử tên Khang tặng hai cái đèn, thì cảm ơn anh Khang thử cái đèn luôn. Bên ở châu Trung Cộng chỉ là tạm quản, cái chưa có phải là nhưng thì mai mốt sẽ tới bên bển. Thì đại khái hôm nay thôi thì đọc thơ, đọc một chút đi rồi mình nói chuyện sau, rồi mình đọc comment sau. Thì cái thơ này á của mấy vị thì có nói hoài cũng là vòng vòng mấy cái chuyện chiến tranh thứ ba, Phật kia là xuất hiện, rồi những Phật thánh tiên ngay trên ba tấc trên đỉnh đầu mình. Gần đây ở núi Thiên Sơn có nhiều quý bác quý anh chị ghé thăm viếng, thì chị cũng rất là hoan hỷ, cảm ơn các vị đến thăm. Thôi để chị đọc thơ rồi chút mình nói chuyện thêm. Đọc thơ nha. Mấy cái thơ này có lúc trước chị có đọc rồi, nhưng mà hôm nay chị đọc lại, lại có một số người mới biết cái kênh chị, cho nên chị đọc lại để cho mấy người mới nghe. Dòng thời chắc bữa giờ nghe rồi cũng quên, cho nên đọc luôn. Thơ này là của một số của Đức Thầy, một số của các chi viện khác nhiều lắm, mà những thơ này ra đời khoảng năm 1980, tức là thập niên 1980, cách đây khoảng 40 năm về trước. Rượu nồng cạn chén để chia tay, tái ngộ rồi đây cũng có ngày. Sum họp một nhà trên đất mẹ, thân quan tạm biệt chốn trời Tây. Thế nước hiện cảnh đang nghèo đói, đường đen đêm mang tối ai trùm, biết ai mà chỉ đường dùm. Thầy trao ngọn nến xem làm lộ ra, tiếng sấm nổ sang hà biến động. Đó, tiếng sấm sắp nổ rồi đó. Thất tướng chừng quỷ lộng sơn hà, chừng nào thất tướng lộ ra là chừng đó nước nhà an yên. Thất sơn phân nước nhà biến đổi, bảy núi miền mong mỏi từ lâu. Thất sơn bảy núi nhiệm màu, quán gian quá gian long hiện trên bầu trời nam. Binh rầm rộ núi sen núi sập, binh dậy rền vang khắp trời Tây. Trời đông núi ngủ châu mài, nhật mình hợp lại anh tài ra quân. Trời Nam vẫn vang lừng Nam Bộ, trời Bắc miền rầm rộ khóc than. Đông Tây Nam Bắc quy hàng,
Thiên ánh đạo vàng lộ rõ cơ thiên. Thiên ánh đạo vàng là đạo thiên tâm á. Để người đọc cái hồi kia giải thích. Sấm sẽ nổ khắp miền Nam Bộ, miền Bắc Châu lâm khổ quốc chung. Hạ Lào sấm nổ ầm ầm, miền Trung hỗn độn dập bầm tâm can. Miền Nam bị miên sang xâm lấn. Đó là miền Nam bị miên sang xâm lấn. Thì bữa nay Hussein nó ký Trung Cộng rồi đó. Nên thì đọc bài này lại quý vị nhớ, chứ bữa hổm có đọc rồi. Miền Nam bị miên sang xâm lấn, Bắc Trung Nam như rắn mất đầu. Đầu trâu mặt ngựa lao, sao vàng bản đỏ rụng đầu nay mai. Bừng tỉnh giấc đổi thay tất cả. Đồng bào ơi hãy khá tin rằng miền Nam quốc Phật thánh thần sẽ mùa hạnh phúc rất gần ở đây. Miền Nam quốc Phật thánh thần đó thì tất cả các vị đang hiện hết đây. Ở trong cái bài này có cái câu là hân hoan tạm biệt chốn trời Tây, tức là lúc đó mình sẽ đi về Việt Nam á. Thế nước hiện cảnh đang nghèo đói, thì giờ mình đang nghèo đang đói nè. Đường đen đêm mang tối ai trùm, biết ai mà chỉ đường dùm. Thất tướng chừng quỷ lộng sang hà. Thất tướng là quý vị biết ai không? Thì tự người nào giỏi chữ nghĩa thì đón đi thất tướng. Đó thì cái bài nói đại khái là có nước Miên á xâm lấn nước Việt, miền Nam bị miên sang xâm lấn nè, có câu đó. Rồi là đọc bài kế tiếp nha quý vị. Chu kỳ khởi điểm lao đao, gà đi chó sủa heo cào chuột ca. Chuột mà cũng biết ca nữa. Năm châu thế giới bôn ba, con buồn mẹ đổ lệ qua bao lần. Ba ngồi chiếu tỏ kim vân, mười phương thị hiện hồng trần nhiễu nhương. Giang tay cứu vớt muôn phương, giang tay phù trợ quê hương đọa đài. Thiên tai nói tiếp dịch tai, đó thì thiên tai khắp thế giới bữa giờ thì dịch tai nè. Nhân sinh thống khổ ai hoài thương tâm, từ bi cứu khổ Quán Âm. Mẹ hiền vô nhiễm từ tâm dạy nàng, dạy cơn sống dữ mênh mang. Cứu cơn dịch ác lan tràn đông tây, cứu cơn dịch ác lan tràn đông tây. Giữa thời nhiễu loạn hôm nay, yêu ma được thế đổi thầy thay sư. Khuyên người hãy gán công tu, chí tâm trì nguyện Phật thì gia ơn. Trà hoa nhớ lấy lời ta, nhất tâm khấn nguyện rời xa khổ nàng. A Di Đà Phật rõ ràng, Nam Mô cứu khổ cứu nàng Quán Âm. Nhất tâm niệm Phật, nhất tâm sám hối lỗi lầm vương mang. Nhất tâm giúp cảnh bằng hàng, nhất tâm gìn giữ vẹn toàn nghĩa nhân. Thị kia nay đã phân thân, thị kia nay đã phân thân, phân rồi tự hủy cuối phần mà thôi. Thời cơ khó đoán ai ơi, xảy ra mới biết cơ trời hiển linh. Đó thì bao nhiêu chuyện như bây giờ xảy ra trên thế giới đều là tâm linh hết, thiên cơ hết. Cả Putin hôm nay cũng không có nghe, chỉ ngờ là nước nhỏ xíu mà đánh không thắng, cuối cùng mình lại thua. Đó cũng ngờ mai mốt tới Trung Cộng, mai mốt có những chuyện khác nữa. Từ nay cho tới cuối năm nay ngờ nhiều cái ngờ lắm, bất ngờ không à. Xảy ra mới biết cơ trời hiển linh, tiền đình mai vẫn còn xinh. Mùa xuân Di Lạc chúc lành trà hoa, gió vàng miêu hắt vào thu. Đưa thuyền Bát Nhã Nam Du độ đời, thiện căn Phật dạy mấy lời. Quả kia đã cạn nghiệp thời trả xong, trời Nam một dãy mênh mông, chờ xem ngọn gió
thu đông kịp thì, thu đi đông đến một khi, xuân hoan nhất nhật, hồ ly thọ hình. Bắc phương nổi tiếng hai kinh, chu toàn sứ mạng hòa bình đông nam. Trời nam mấy bước thăng trầm, lục thập niên giác Quan Âm Phật truyền. Từ đây hết giặc tần phiên, từ đây xuất hiện vua hiền tôi trung. Từ đây mới thật là xuân, từ đây trăm họ vui mừng hoan ca. Duyên trần hai chữ trà hoa, nhập phàm cứu độ nhà nhà an cư. Giờ xem đồ trận binh thư, cán cân thế cuộc thực hư tỏ tường. Thuyền ai đổ bến quê hương, vào xuân chói rạng thái dương kia rồi. Kẻ đi người ở riêng ngôi, một giờ sum họp mấy hồi chớ lo. Nhân danh thần nữ tự do, ban truyền phép lạ ấm no cho đời. Đêm thu rải rác sao rơi, ngậm si cho cạn ai ơi chim hiền. Chim hiền là hải ngoại. Canh khuya chợ giấc cô niên, thực hư mộng tỉnh cơ thiên ai ngờ. Đêm nay đâu phải là thơ, thương người thành tính đợi chờ tin ta. Dựng xây cơ nghiệp trà hoa, cho đời mấy hậu cho nhà nước Nam. Đọc tiếp, đọc chừng vài bài, chừng 5 phút à. Để rồi mình nói chuyện. Canh khuya gà gáy o o, là thời khởi điểm con đò sang sông. Đò kia là giống tiên rồng, chờ khi đỏ lửa đón ông vua về. Vua đâu mà đón ta. Giờ đây mới biết, giờ đây mới hết mát lê, chờ khi đỏ lửa đón ông vua về. Giờ đây mới hết mát lê, trời nam bừng sáng phu thê rõ ràng. Chim hiền mặc sức dọc ngang, trời nam lộng gió phù tan khắp cùng. Chim hiền nặng nợ kiếm cung, cùng nhau dựng nước đứng chung một nhà. Bên cạnh là chú cờ hoa, là có Mỹ kế bên á, cùng là chú chệt lân la bên mình. Sau này nước Việt phát triển cũng là nước Mỹ với nước Tàu, cũng chú chệt có thể Đài Loan. Mừng cho dựng nước hồi sinh, dân nam an hưởng thanh bình nơi nơi. Rồi, khá lên này. Chim hiền gán đợi chim ơi, hỡi người chiến sĩ đừng lê chí tài. Thời cơ chỉ một không hai, tu tâm luyện trí ngày mai tu hoành. Chim hiền tung cánh trời xanh, gặp thời gặp vận năm canh con gà. Đường dài nhưng chẳng bao xa, thánh hiền chuyển hóa mới là hiển linh. Chờ xem lưới bùa cá kình, thuyền nam đến bến bình minh ký thời. Chim hiền dựng chí chim ơi, thu tàn đông đến cơ trời mới hay. Mấy cái năm con gà ăn cọp vậy đó, mấy vị đừng có dính cho phải đó. Tại cơ vận ở trên cha không có muốn mình chết nhiều, cho nên bị trễ lại. Cho nên những cái năm mà như trong tiên tri nói con này con kia rồi đó, bắt đầu. Nhưng mà mấy bài này của ở trên mấy chị vị cho trong đọc tiếp sắp xong. Ngày mai tươi sáng chẳng còn xa, bị thái xưa nay có lắm mà. Tươi sáng huy hoàng rồi sẽ hết, mịt mù u ám cũng dần qua. Bền lòng có lúc đền ơn nước, kiên trí nghe ghe phen trả nợ nhà. Kiên trí ghe phen trả nợ nhà. Thử thách gian lao nào xá kể, đường về quê cũ rợp cờ hoa. Cờ hoa rợp bóng giữa mùa xuân, cơ hội ngàn năm có một lần. Lớp lớp reo hò mừng tướng sĩ, hàng hàng ca hát đón quan quân. Ơn nhà đền trả sao e ngại, nợ nước đắp xây há ngập ngừng. Tiến bước bước theo đường đã dạch, thăng trầm dinh nhục lẽ cân phân. Ngắm rồng ba lượng khắp trên mây, ngang dọc thấp cao giữa chốn này. Sớm tối sẽ mưa qua đất Bắc,
mấy chiều kể gió đến trời Tây. Ngựa dơi lầm lộng chiều xuống đổ, đuôi rắn thập thò nắm tuột tay. Ai biết đàn ông khi vỡ tổ, tranh nghèo hút mật sẽ tan bầy. Mấy cái này có những câu có rất là ý nghĩa, thì không có tiện dịch ở đây, dịch mất công mới hiểu lầm mình. Thì chỉ đọc những người bậc mấy vị ghi xuống và nghiên cứu tự dịch ra nha. Nghe điều chọc ruột nghe như điếc, thấy việc căm gan thấy giả lòa, tìm đến bình minh đang rạng rỡ, dĩ dùng ngang dọc thỏa lòng ta. Một thoáng chạnh lòng nhớ có hương, tiếng nguyên rộn rã khóc đêm trường. Cỏ cây sơ sát thêm đau xót, cảnh vật tiêu điều lắm tiếc thương. Hào kiệt gian lao nêu khí phách, anh hùng nguy biến tỏ can trường. Mây mù tan biến trời quang đảng, nồi giống một cường rõ bốn phương. Thời đã đến, thời đã sắp đến nơi rồi, nội tình đen tối tù trong ra ngoài. Thời này là thời đã đến, thời đã sắp đến nơi rồi là bây giờ đó. Nội tình đen tối tù trong ra ngoài, không sao ngăn nổi phong ba. Thăng Long đỏ rực quân binh kéo vào, hai tên phản quốc mang đồng, nhân dân xử tội hết lòi dông nô. Từ đây đất nước thanh bình, con dân nước Việt trở về quê hương. Con dân đất Việt trở về quê hương. Phen này lục quốc phân thay, cái là nước Tàu á, lục quốc phân thay, cho làm cho chịu, thầy thì chạy dông. Cho làm cho chịu, thầy thì chạy dông. Chắc lúc đó miền là mấy cái nước mà nghe lời Trung Cộng nó chạy mất tiêu, mình qua mình lấy. Mênh mông một dải non sông, năm châu đất Phật cửa rồng Tây Côn. Sơn Trung vốn hiệu Tràng Tôn, Hải Quan là cửa nhập môn khó gì. Kìa ai dội bước ra đi, quê hương một cõi nhớ ghi trong lòng. A Di Đà Phật. Xong mấy bài thơ. Thì bữa nay đọc mấy bài thơ để gợi lại những cái cơ tiên tri á quý vị. Quý vị chư vị ở trên á cho mình rất là trúng, không có gì sai hết. Đọc lại nhân con số mấy fan mới không có hiểu, không có nghe qua thì được đọc lại một chút. Ngay lúc này ở Việt Nam kinh tế cũng bị chậm, rồi Covid, rồi cộng lại công ăn việc làm, buôn bán, chợ búa, hàng quá đều không được. Chỉ có cái hay nhất là mình đầu cơ tư vô Phật, vô tâm linh, vô kinh điển. Mình mình ngồi thiền đọc kinh để mà cho qua cái mùa sàng lọc này. Mình không biết có một món quà gì để mà mình đón chờ Phật Di Lặc ngày sắp xuất hiện sau khi thế chiến thứ ba bùng nổ. Đó là kỳ khuyên quý vị nên tự mình làm một món quà để mà đón Phật. Rồi bên mấy người đạo Công giáo thì nên chờ để đón Chúa tái lâm, ngài sắp xuất hiện rồi đó quý vị. Xưa giờ kênh này của Kiệt mục đích chỉ nói để đánh động lên tất cả nhân loại. Hiện dịch cơ vẫn đang di chuyển là do cha và các chi vị với do mẹ, chứ không phải là do con người của mình. Cho nên đưa tin là người giỏi cỡ nào nữa hôm nay cũng thua
chạy có cờ đó. Tới ngày hôm nay tất cả những gì mà việc nhận định của vụ là Đức Thầy để mà truyền đạt cho quý vị để chuẩn bị cho cái ngày là những ngày kế tiếp thì nó trúng 80-90%. Mai mốt sư phụ mà xuất hiện xong, Phật Di Lặc xuất hiện, chắc việc cũng tạm biệt quý vị nha, cũng nhiệm vụ cũng xong. Lên đây lót chót học được nói tiếng Việt, ngày đầu cũng hơi bỡ ngỡ, nói cũng lật chặt, bữa nay cũng được chút chút, không có bằng mấy người chuyên nghiệp nhưng mà cũng đỡ. Hiếu Nguyễn nói Campuchia sắp đánh Việt Nam phải ông chủ ở, hồi nãy đọc bài thơ đó, có đó, chuẩn bị đi, chuẩn bị mỗi người từ trên 14 tuổi mang được cái súng AK là bắt đầu xin ghi tên trước để mà mốt mà. Nhưng mà sau này nước miên á, mình lấy cái lý do này mình nhập vô nước mình luôn cho rồi. Tại vì chú cũng muốn trở về cái thành của chú hồi xưa xây là Angkor Wat, hồi xưa là một cái tiền kiếp chú xây ở bên đó, mà giờ bước vô cũng phải tốn cái vé nữa, tiền quá. Phải của mình thì mình phải lấy lợi của mình. Ở trên thế giới ngày hôm nay xé một chút nữa là mấy tuần trước á, là mình nhờ mình khánh qua được cái nạn là chiến tranh lớn, nó cũng là chiến tranh thứ ba nhưng mà phải đi từ khớp. Bữa nay là Nga nó rút quân, nó sẽ đàm phán hòa bình, đó là ý trên, rồi sau đó bắt đầu mới tới Biển Đông. Chứ còn làm một lượt hết á, thì sẽ nổ lớn, nhiều nhân loại sẽ chết, cha chư Phật không có muốn vậy. Cho nên phải cho Trung Cộng học bài học, chuyện gì nó đánh nó cũng phải đánh, đến nó cũng phải đến, chia 5-7, Trung Cộng cuối cùng rồi cũng sẽ chia 5-7. Cái thế giới tất cả những cái gọi là không tốt, những cái không có thật á, những cái giả dối á, sẽ ra đi, chỉ còn lại cái thiệt thôi, cái thiệt và cái thiện. Còn bao nhiêu cái độc tài, gian xảo và mưu mô tính toán đều sẽ ra đi hết. Đó là cơ bản là đi như vậy đó quý vị, sẽ nhìn chung như vậy. Thì lúc đó trên thế giới này cái bầu trời ấy sẽ không còn trượt nữa, chỉ còn lại người tốt thôi. Không khí ô nhiễm cũng sẽ bớt đi, không khí ô nhiễm thì sẽ dành lại cho những người còn sống lại. Mà hôm nay nè, cho tới ngày đó đó, là cũng còn một chút xíu nữa, mà con người của mình nó có qua được cái chút xíu này hay không thôi. Ai muốn qua thì ráng nhẫn nại, nghe Kiệt lót chót. Còn mà cứ lên mà cứ chụp vô cứ nhiều mấy người lạ ngộ đó, không biết thì từ từ nghiên cứu. Mình đâu mất mớ gì đâu để mình chửi Kiệt sớm. Phải coi cái ông này ông có lợi lộc gì không, ông lên đây ông làm gì. Ông lên đây ông đeo mặt nạ để cho mọi người phỉ báng, chứ đâu có ăn tiền gì đâu. Nhưng mà rất là nhiều người có duyên trong thời gian qua hiểu được Kiệt chút chút thì cũng cảm ơn. Và một phần lớn á, những bác lớn tuổi mà bên đạo Cơ Hòa Hảo á, cũng hiểu được. Nóng quá, mấy cái đèn nóng quá. Bà con ở xa gần về thăm Kiệt ở Thiên Long Sơn thì cũng tiếp. Thì quý vị cứ rảnh thì cứ nhắn tin, thì về cửa thì chưa có mở được, nhưng mà mình dạng giống như gia đình thăm vài chục người thì ok. Kiệt Lan Kiệt đọc comment của quý vị. Chú Kiệt ơi, dạo này vàng lên quá. Bữa hổm nếu mà chịu khó nghe 2-3 tháng trước, 6 tháng trước thì đó mua thì giờ vô mắt rồi. Đại khái thì người nào mà chịu khó nghe thì chỉ có sức khỏe tốt, qua được Covid, không có bị trầm cảm, giàu nữa, nếu mà có tiền đầu tư
rồi được đi về trời gặp gặp Phật nữa, còn hơn là không bị được gì hết, còn chỉ dòng lửa để mình định chánh luôn, mình cũng không có binh bả, từ đầu bả là chánh nghĩa, nhưng mà khi mà khởi nguồn lên rồi, nóng máu lên rồi, bả phan tùm lum, thế là lỗi của bả, bả cũng có lỗi á. Nhưng mà khi đánh lộn mà lúc đầu á, ai khởi ra nguồn trước á, mới là quan trọng, thì lúc đầu bả khởi tâm là từ thiện, nhưng mà cuối cùng từ thiện bị vô tù cầm lại, thì cái đó là cũng không đúng. Tại vì những cái người sau này, những người già người ta thấy người ta cũng chán luôn, người ta không dám làm từ thiện nữa, người khổ vẫn là dân tiếp tục khổ. Đó là ý kiến nói vậy thôi, chứ bả cũng có khúc giữa, bả làm quá. Quê Hiền nói vô linh có thể đạo hoàng nhân không anh? Hiện giờ đang sinh là không, nhưng mà ngày mai nó bị thiên ma nhập vô làm sao, ổng bị thiên ma nhập vô làm sao, nó là cháu của thiên ma, nhưng mà giờ thiên ma thiệt nhập vô nó bấm nút rồi cũng mệt đó. Trường Vinh nói, chú Kiều ơi, năm nay con thi đại học thì bây giờ con nên tu hay nên đại học? Ủa, con nói chuyện tức cười. Học thì phải cứ học, mà học ngày học đến 6 tiếng, 7 tiếng. Con ở nhà một ngày có 24 tiếng mà chú chỉ mong con tu ngày 1 tiếng thôi là mừng rồi. À, ngồi thiền nửa tiếng, đọc kinh nửa tiếng là xong. Vừa tu vừa học chứ hỏi kỳ vậy con. Phải học. Xin chú giúp cô Hằng cũng như người nghèo ạ. Cô Hằng phải trả cái nghiệp 90 ngày chú có xin rồi, nhưng mà trên nói vậy để cho bà hạ quả xuống, bởi vô trong lo trọng á, lửa nó hạ xuống. Ai kêu bà phan quá trời phan, từ chánh nghĩa bây giờ hành, nhưng mà sau này bà sẽ đi vào lịch sử á nghe. Mình cứ lo chuyện chết sống trước mắt mình đi, miên nó sẽ đánh mình á, rồi trung trọng nữa, rồi đói sẽ chết đói nữa, nặng chết đói nữa, không lo là bây giờ bớt đi. Mà hình như là ở trên cũng cho bà vô họp để mà bớt ồn ào trên mạng á, để cho bà con tập trung tu tập đó mà. Ngồi thiền thiên biến nhiệm quá. Ngồi thiền theo cái lên Facebook Ngô Tuấn Kiều Official á, có cách chỉ ngồi thiền đàng hoàng, không có bị tẩu quả nhập ma. Ngồi để cho mạnh khỏe, để chi rèn luyện trí nhớ, chứ không phải là ngồi để mà có thành thâm. Ngồi có thành thâm mà phải có căn, mà có sư phụ mà kế bên. Sóc Trăng có bị gì không? Cháu cũng bị đói. Thế Phạm nói bà con ráng lo tu đi bà con ơi. Đúng, giờ phút này chỉ có cái đó thôi, cầm cuốn kinh đọc đâu có gì đâu. Vừa đỏ thoải mái, vừa không có bị lo lắng, và đồng thời được gặp Đức Thầy nữa. Nếu người miền Tây hiểu đó, thì gặp Đức Thầy. Còn người ở Sài Gòn đó, đọc kinh đó, để cho bớt bớt lo Covid. Tất cả đều có lợi hết mà. Nên đầu tư tâm linh thay vì cứ lo hỏi mua vàng như mua đất, tiền đổi đô hay đổi vàng tối ngày, đọc kinh đi. Thiên Minh Tiến nói mọi chuyện như vậy mà vẫn có nhiều người vẫn không tin Phật Pháp và tâm linh, chán quá. Đâu có chán con, bởi vì chúng sanh nó u mê kiểu đó. Chú ngồi đây nói 2 năm, chứ chỉ cần là một cái clip thôi. Một cái clip mà chú xuất hiện là ai cũng phải hoảng hồn. Là tại vì ở trong thiên tiên tri, Đức Thầy đã có nói trước, ông Sấm Trạng Trình đã có nói về chú trước rồi. Mà hôm nay chú xuất hiện là đủ rồi. Mà hôm nay tới clip này 138 mà vẫn còn chơi chơi á, mà còn chửi nữa. Thiên Thanh Bạch nói là đường ngay thẳng có thần độ, mà sao mọi người sợ chết thế? Chết về trời sớm vui mà. Ê, con nói sai con, đâu phải ai chết cũng về trời đâu. Không phải ai cũng về trời đâu con, 10 người chưa chắc được về 3 người á. Trinh Nguyễn hỏi, nay mua vàng còn có lời lên giá nữa không chú? Nếu nhiều tiền quá nên mua, còn hơn mốt thành giấy cũng như không.
Giờ giấy vàng có nào xài được? Thiên tâm thanh bạch nói con tưởng địa ngục đóng cửa rồi à? Đúng, địa ngục đóng cửa. Bây giờ vô sở thú. Nhưng mà trước khi vô sở thú thì cũng phải có một cái phòng cũng giống như phòng thẩm vấn vậy đó. Bị hạch tội đã rồi rồi mới chơi vô sở thú. Địa ngục là đóng rồi. Huệ Hiền nói nếu Putin thua thì sao Trung Quốc dám tấn công Biển Đông vậy chú? Thiên cơ mà bạn. Lúc đó bỏ cho nó có máu hăng lên là tấn công liền. Khi tấn công thì lúc đó đó thế giới mới có cớ. Như Việt Nam mình cũng vậy, nếu không á sau này đâu có sát nhập được với Miên, bữa nay nó phản mình rồi đó, nuôi ông tay áo. Thiên Minh Tâm Trúc nói chú ơi, nếu Campuchia đánh Việt Nam thì người Việt sinh sống ở Campuchia nên chuẩn bị gì? Chuẩn bị chạy về nước mình đi chứ bởi nó cắt giùm mình trước đó. Người Miên nó ngộ, nó mình thí dụ mình tốt nó có nào nữa, nó lúc mà nó phản mình nó cũng phản. Chú con ở thành phố Hồ Chí Minh chạy đâu chú, ở đó chịu trận chứ biết sao giờ. Để chuyện Phật Thích Ca đi chú. Bữa nào chú kể chuyện ông Osaka, thời Phật có ông vua Osaka, đó là tiền kiếp của chú thời xưa. Chú có nhiều tiền kiếp lắm, nhưng mà nhiều quá kể không có hết. Ở nước Việt cũng có làm vua mấy lần, bên Tàu, bên Mông Cổ, đủ hết. Đóng phim mà ai đến lúc nào cần đóng phim gì mình đóng phim đó. Đây đổi hình đây nha, cái đổi hình này ở đây cái vị sư phụ này là Hòa Thượng Thích Thái Siêu vừa mới tịch thì ngài cũng ân sư của Kiệt ở chùa làm chủ trì của chùa Kiệt. Kiệt ngoài cái núi Thiên Long Sơn còn có ngôi chùa đó không quý vị, chùa lớn mà. Chùa đó rất là lớn, nó làm cái building 50.000 square feet, hồi xưa đang làm cái hãng cái nổi thành chùa thì tụ tập vô đó cũng mấy nghìn người được đó. Thì làm cái lễ bữa sư phụ là tôn giả đệ tử của Phật A Di Đà, thì nhờ sư phụ thì mới biết là có Phật A Di Đà thiệt, ngài có thật. Thì khi mà mang pháp phàm á, sư phụ mang pháp phàm là tôn giả vậy này nè, thì bao nhiêu năm ở với Kiệt cũng 8-9 năm thì cũng học hỏi. Khi mình tra điển, tra cứu kinh điển có người học hỏi trả lời cho mình. Ân sư sư phụ chính của Kiệt á là Hòa Thượng Tuyên Hóa, ngài ở trên Vạn Phật Khánh Thành á, người Tàu, ngài tịch lâu rồi, mất rồi. Thôi thì mình nói sơ sơ vậy thôi, chuyện buồn, nhưng mà bây giờ ở chùa thì cũng không ai chủ trì hết. Ai cũng sẽ được đi, nhưng mà đi kiểu nào. Cái ngày buổi tối đó ngài còn không có bệnh gì hết, bình thường thôi, nửa đêm cái tự nhiên đi thì bữa giờ cảnh sát 2-3 tuần nay nó khám cái thi thể coi có ai ám sát gì không, chứ ngài mạnh sân sẩn mà đâu có gì đâu phải chết, nhưng mà có lệnh thì phải về thôi, gọi cái là đi lên đường. Không giới hạn, anh em hỏi có cách nào xuất hồn xuống địa ngục, xuống địa phủ để biết rõ ra sao không chú ơi, làm ơn chỉ bà con biết. Con đâu cần sức hồn, con chỉ cần chờ đi, nếu mà con làm ác thì con chờ tự nhiên con cũng biết. Nhưng mà dưới địa ngục á nó có nhiều tầng lắm, nó cả 1000 tầng địa ngục chứ không phải 18 tầng. Rồi nó có mấy cái biển, rồi nó có mấy chảo dầu cho những người thích
lén lút, rồi nó có những người ăn hối lộ hay những người làm chuyện gì không đúng á, thì đều xuống dưới nó có mỗi cực hình khác nhau hết. Chú có cái clip nói về địa ngục đó, gắn coi. Còn giờ mà nói chuyện khác. Từ nay đến tháng 6 Trung Cộng có đánh Việt Nam không anh? Có đó. Nhưng mà không biết chắc là ngày nào, nhưng mà sớm muộn thì cũng có. Tại nãy đọc mấy bài tiên tri á, thống kê á, là có mà. Cháu lú có thiệt không? Có luôn. Cháu lú nha, mình lên đây mình vô minh quá trời đó, mình không có biết tu. Đến giờ phút này á, thế giới đang ở lúc tận thế. Hỏi nhiều người cứ dửng dưng, cứ vẫn không biết mình đang ở vào thời đại nào nữa. Sấm cơ nói tháng mấy chú, mà không có nói rõ tháng. Thường tiên tri các chi vậy chỉ cho mình cái hướng thôi và cái khoảng thời gian có thể là mùa rồi thôi à, chứ còn nếu nói rõ ngày tháng thì không có tiên tri nào mà nói rõ ngày tháng. Sarah Nguyễn nói chú Việt ơi, hòn đá phong ấn hồ ly bên Nhật bị dỡ ra làm đôi thì sao chú? Ủa có vụ đó hả? Thời nay thì thời tận thế, tất cả những yêu tinh ma quái thiên ma nó xuống trái đất mình, nó lộng hành lâu nay đến về ngày đến giờ nó cũng phải ra đi. Nó trả lời cái sự thanh bình cho chúng ta. Trung Cộng sẽ chia 5 sẽ 7 để mà cho Á Châu được bình yên, cho Phật xuất hiện, cho Đức Thầy xuất hiện, cho Kiệt được đi về Việt Nam. Nếu không Kiệt ngồi để lóc chóc hoài không dám về. Thành Võ hỏi người tu hiền không ai bị chết thì đi đâu hả chú? Thường người tu hiền hiền cỡ nào, nhiều lúc chết thì thành ra cũng là củ quyền, đầu thai trở lại làm người. Người biết tu thì đi về. Lý nói về Việt Nam tháng này có nguyện không anh? Nhớ nhà thì cứ về. Chuyện sinh hoạt hàng ngày của mình á, mình cứ bình thường thôi. Chuyện ngoài á, thì có chi vị lo hết rồi. Mình cũng có số, đến lúc mình chết là mình chết. Thế hơi đâu mình lo quá. Ngô Hải Quang nói chú vốn dĩ, chú vốn dĩ ta là ai? Đến thế gian này để làm gì chú? Con hỏi con đó hả? Tất cả chúng ta đến thế gian này đều hay học hỏi, nhưng có người đến thế gian này để mà dìu dắt những người khác. Có những người mà đa số là đến thế gian này để học cái khổ, để khi về trời á mình mới trân trọng cái khổ đó. Mình biết chứ mà lên chảnh mình cứ đi chơi không à. Tại trên trời á mình có tha tâm thông với thiên nhĩ thông, không có xài tiền nữa, cho nên không có tham sân si trên đó. Người Phật giảng pháp không ai nghe. Còn xuống đây á thì mình có cơ hội mình học để mình nhớ những cái kỷ niệm đau khổ dưới này để mình trở về. Nhà cửa Canada Mỹ có sạch giá không anh? Có, khi mà nó ngưng trệ hết không ai có tiền mua. Nói chung là nền kinh tế thế giới sẽ bị ứ động lại, ở đâu cũng sẽ bị gặp khó khăn và chao đảo hết. Ở hiện tại mình mới có bắt đầu bước vô cái ngưỡng cửa của chiến tranh thứ ba, nhưng mà nó chưa có thật sự là chiến tranh thứ ba. Nó chỉ là chậm chậm để cho những cái nước như Trung Cộng rồi nó học bài học. Mà muốn đánh thiệt thì lúc đó nó cũng đánh nhẹ hơn. Nó không có hội đồng giống như vừa Liên Xô mà Trung Cộng mà hai thằng đó mà nó hợp tác đánh nhau. Thế giới chịu có nổi, cho nên ở trên nó cho cơ bản ok Trung Cộng trước, mà ngày trước ngày thua xong tới khi Trung Cộng đánh Trung Cộng thua, tức là ở trên nó tỉa từ thằng trước, tỉa ngày trước rồi đó tỉa Trung Cộng, rồi sau đó còn mấy nhí sao tự động ngã theo theo vậy đó, bao bốn thằng vậy đó. Chứ còn hai thằng một lượt á thì mình cũng mệt á, bữa giờ nhiều khen dân cũng chết cũng thảm, lính của Liên Xô chết cũng 10 17 ngàn ha,
xe tăng cháy cũng đâu mấy nghìn chiếc. Ô quá trời thê thảm. Mà nếu mà hai thằng mà bữa mà đánh một lượt là thôi, bây giờ mình thành bình địa rồi, trái đất này đâu có xài được. Mục đích ở trên đó, cha mẹ với chư Phật giữ cái trái đất này lại cho mình nguyên vẹn. Nhân loại á, người nào á, mà hết phước á, thì hy sinh kỳ này chết mà chết rất là ít, chứ không có phải là 10 chết 7 còn 3. 10 có thể chết 3 còn 7 á. Đi ngược lại một chút. Thông Phan hỏi thêm hôm sau mở cửa chưa? Chưa mở. Nhưng mà cứ lên thăm thì thăm như kiểu bạn bè gia đình vậy đó, đâu sao. Phú Trần nói sau này lục địa lên xích với lên Moria có nổi lên không? Có, biến thiên biến địa là nổi lên. Sau này đất nước Việt Nam sẽ bự hơn, rộng hơn. Võ Diễn Ngân, Đài Loan có nên về Việt Nam không chú? Tại Việt Nam cũng bị đánh. Nó, nhưng mà Đài Loan bị đánh teo tự hơn. Việt Nam dù sao cũng miền Tây chút chút thôi. Đó. Mà hy vọng là không có đánh nữa kìa. Chú hy vọng không bị. Nhưng mà tiên tri thì nó có rồi đó. Chỉ có cái mình gán thánh, mỗi người mình cộng lực lại mình xin. Thì ở trên xoay chuyển hết. Nhưng mà cuối cùng rồi, tất cả những cái không tốt đó, nó sẽ qua đi. Tất cả những nước mà gọi là độc tài rồi đó cũng sẽ ra đi hết, thay đổi hết. Mọi người đều thay đổi hết. Tất cả đời sống nhân loại sẽ thay đổi một cách rất là màu nhiệm. Đó là chú biết chắc như vậy. Nếu không, Phật Di Lạc không có xuất hiện nói chuyện chắc cũng khó ai nghe lắm. Bây giờ á, có nhiều người không có hiểu, cứ nghĩ là đạo Thiên Tâm làm sao thống nhất được thế giới. Tự vì đạo Hồi ở thế giới này có ba đạo lớn nhất, đó là đạo Công giáo, đạo Hồi giáo và đạo Phật, phải không ta? Thì đạo Thiên Tâm nó gồm lại là thời cha, là đã là Công giáo và đạo Hồi là cũng giống nhau, là Thượng Đế. Nhưng mà bên đạo Hồi với bên đạo Công giáo á, người ta không có tin có con người có linh hồn chuyển thế từ thân này qua thân khác. Thì hôm nay người ta học qua thiên đạo Phật để người ta biết được có linh hồn thì là tốt. Cho nên hai đạo đó sau này sẽ gia nhập đạo Thiên Tâm rất là dễ dàng. Rồi đạo Phật thì xưa giờ mình nghĩ là Phật lớn nhất, nhưng mà bây giờ nhiều người biết cha là đấng sáng tạo là lớn nhất. Thì mình thờ cha, chỉnh cái này lên chứ. Thờ cha, học Phật cũng giống nhau, cũng đọc kinh Lăng Nghiêm thật chú, rồi cũng có lại sám hối. Thì cho nên đạo Phật, đạo Hồi và đạo Công giáo sau này nhập vô thành đạo Thiên Tâm, thống nhất thế giới là cái này. Mới là cái này do các cái gì bên trên nè thành lập ra cái dấu này. Ở đây có bản đồ Việt Nam nhỏ nhỏ ở đây. Nước Việt Nam có phước cực kỳ, nhỏ xíu nhẹ, nhỏ mà có vỏ. Sau này Phật sẽ xuất hiện cái đó giảng pháp cho toàn thế giới, và Đức Thầy cũng vậy, Ngài sẽ xuất hiện. Còn hôm nay thì Kiệt chỉ đi nói trước để quý vị chuẩn bị. Thế còn lúc đó quý vị không có hiểu Phật Di Lạc là ai, quý vị không có biết tận thế là ai, quý vị không có biết Phật Thánh Tiên là ai, tất cả các ngài đang sống chung với mình, thì Kiệt lên, Kiệt làm mặt dày, Kiệt nói trước để cho mọi người có sự chuẩn bị. Kiệt chỉ là người truyền tin, không phải là thầy, cũng không phải là gì hết. Kiệt chỉ nói rõ lại hết. Sau này tất cả những người mang họ Thiên là chỉ có thờ cha thôi và đọc Phật, chứ không có, Kiệt không có là không cứ đi theo cha với theo kinh điển và theo 12 giới luật. Chứ còn mà mình không có đi theo thầy nào, cũng không nên theo nương tựa một nơi nào hết, tự mình đốt đuốc mà đi để mà thoát luân hồi sanh tử. Đó là đạo Thiên Tâm là vậy đó. Nên rất là dễ gia nhập cho tất cả các người Công giáo, người Hồi giáo, người Phật giáo. Ở bển hiện giờ như
theo ý kiến kiệt thôi. Những người mà ở cái thế thắng bây giờ vào dòng lửa vào vô hợp rồi thì thôi dĩ hòa chi quý đi đó, không mình đừng có chi cứu chi nữa, để cho nó vui vẻ à, là ý kiệt vậy thôi, chứ để mai mốt mà bỏ ra rồi bỏ khè lửa nữa là nám nhiệt nữa thì ai cũng có lỗi mà, bỏ qua đi. Đó là khuyên vậy, đừng có ăn tiệc quá lớn. Mấy ca sĩ, mấy người mà đang cười á, cười cũng cười nhỏ nhỏ thôi, đừng cười bự. Để cho xã hội bớt tập trung vô sự tận thế, sự sàng lọc, sự tu tập. Giờ Đức Thầy sắp xuất hiện. Ngài chắc chắn 100% sẽ xuất hiện. Chứ hôm trước hiện chắc kỳ cũng tắt cái kênh này luôn quý vị. Đó, hội giới thiệu thiền mà. Nhưng mà quan trọng á là hai mùa Covid, quý vị đọc kinh Thiên Tâm, quý vị thấy cái đời sống với cái sức khỏe mình nó thay đổi. Tự mình học Phật á, mình phải tự mình chứng nghiệm nha, trải nghiệm qua tự mình phải biết. Chứ Kiệt nói là một phần thôi, chứ đâu phải là quý vị cứ nghĩ mình mang họ thiên mà không chịu đọc kinh. Ai họ thiên mà không đọc kinh á, cái đó là không đúng. Phải đọc, biết đọc kinh. Lợi Huệ Hiền nói, tại sao Biden không làm gì để giảm giá xăng dầu để Mỹ và châu Âu không phụ thuộc vào Nga nữa? Ai vậy? Bữa nay ông mở ra 1 triệu thùng trong 6 tháng đó. Ông sức kho đó. Thì đỡ được thôi. Nhóm này cũng giống như là Bendix, nhưng tạm thời thôi mà. Thì ông cũng có làm chút chút. Mà bữa nay nhờ xưa giờ mình cứ hay nói chơi ổng cũng dở nha. Nhưng mà mình so thử từ bữa mà nghe đánh vô Ukraine tới giờ á, thấy ổng cũng khá đó nghe, phát biểu rồi nói cũng đỡ đó. Cho viên phần kỳ thấy ổng cũng đỡ lên những cái quân thủ quốc gia khác, cũng lên nói chuyện rồi được. Còn mình nói còn là người cá có thiệt không chú Kiệt? Châu Thơ hỏi, người cá có thiệt, nhưng mà thủy cung cũng có thiệt luôn. Ở dưới Long Dương á, Kiệt cũng có nói chuyện với ông Nhạc Phụ, với Long Dương người ta, dưới nước á, người ta có nguyên một cái thế giới của người ta ở dưới, cũng giống như ông Phạm Nhật Dượng nha, ông là ông rùa, ông cũng ở dưới nước rồi. Bà Rồng Lửa thì trên trời, còn ai nữa ta, ai dưới nước nữa, nhiều lắm. Mấy nhân vật nổi tiếng của mình nó có một đống rồi dưới nước, Hoài Linh ở dưới nước, anh Lân Phố Bô Sa là cá heo ở dưới nước, rồi ai dưới nước ta, nhiều lắm. Tức là ở dưới có một cái thế giới của họ. Nhưng Trường hỏi đọc kinh Lăng Nghiêm bữa tối có được không? Đọc lúc nào cũng được hết. Chú Kiệt ơi, con thi đại học quân đội nữa có sao không chú? Thi lên quân đội hả? Tốt. Thì nhớ thầy nghe, tôi không có được, tôi bảo vệ tổ quốc chứ tôi không bảo vệ cá nhân nghe. Lê Bích Ngọc hỏi, công chúa có xuống trần không? Kìa công chúa nào? Chú với thị cung á hả? Có. Bây giờ mấy chư Phật thánh tiên á, đồng hai làm người nhiều lắm, không phải một mình Kiệt nha, rất là đông, cũng mang sắc phàm như mọi người vậy đó. Có người nghèo, có người giàu, có người tỉnh tửng, có người có linh căn, là giống như miền Tây vậy đó. Huệ Hiền nói, biến thể Omicron mới có hiểm không? Nó sẽ có hậu chứng, nhưng mà mình phải ngồi thiền á, mình mới lấy lại trí nhớ của mình. Vừa ai mà vừa mới hết á, đừng có nghĩ mình hết. Ở trên nó cho mình 2 tuần là giống như phạt mình, mình có cái nghiệp. Thì sau đó mình phải ngồi thiền lại để mà trở lại bình thường, nếu không á nó hậu chứng, nó quật ngược lại á, cũng mệt á. Triều Cà Mau nói, anh Kiệt là ai vậy? Các bạn nghe thấy lạ lạ, anh Kiệt theo đạo nào vậy? Anh Kiệt đủ các đạo hết. Đạo nào anh Kiệt cũng làm mò là học hết. Mà anh Kiệt là ai lạ lạ hả? Thì em...
Con chỉ chú Đại Bi và tụng kinh Pháp Hoa được không? Được, tốt. Bây giờ những người mà hiểu về sấm cơ đó rất là nôn nóng, chờ Đức Thầy xuất hiện, rồi chờ Phật Di Lặc xuất hiện, chờ vị này vị kia xuất hiện. Thay vì mình chờ đợi thì mình cứ vẫn bình thường, vẫn ngồi thiền, vẫn đọc kinh. Có nhiều người hỏi sao ở thời đại này lại có nhiều đạo mới, thì mình phải có chánh kiến mình coi cái đạo nào. Cái đạo là ma quỷ thời nay nó cũng xuống trần nhiều lắm, nó lập ra biết bao nhiêu đạo, nhưng mà cha thượng đế lập ra có một đạo của cái thời gian ngắn này thôi. Ngày trước kia thì khác, kia là những cái gì cũ thì mình không nói. Hiện giờ là chỉ có thiên tâm là đích thân cha mẹ đặt ra để mà sau này nó sẽ là cái đạo chính, là đại đạo của tất cả các đạo. Thì đạo thiên tâm nó có 12 giới luật đó quý vị. Thì cái giữ đúng 12 giới luật thì không có cần phải giữ 350 giới. Sau này con người của mình á, vẫn phải đi làm, vẫn phải tu, rồi phải đi về. Một kiếp người một sẽ thành Phật, nhưng mà phải giữ đúng 12 giới luật này nè. Này bữa đọc rồi, quý vị đọc lại đi. Chú ơi, vì sao Mai Dương từ thần tiên trở thành Mai Hiền chú? Ở trên cõi trời á, nó có tha hóa tự tại thiên, là cõi trời của thiên ma. Thiên ma trở nó cũng có phước, nó cũng có cái lối tu của họ, nhưng mà họ không có cái từ bi như Phật thôi. Chứ khi họ làm lỗi thì họ vẫn bị phạt. Còn cõi Atula á, họ nửa người nửa thú, họ cũng rất là hung dữ. Thì khi họ xuống trần thì những người con gái mà Atula họ rất là xinh đẹp, trong đó cũng có một số người mẫu nữa đó, cho nên họ rất là dữ. Còn con Phật á, xuống đây rất là nghèo khổ, có thể đi ăn mày nữa, nhưng mà xả một kiếp rồi trở về. Tất cả chúng ta ở thế gian này đều là đóng vai hết, đóng kịch, chứ không có cái cõi này là cõi tạm bợ, cõi vô thường. Mà con người chúng ta ít ai dám làm những chuyện phi thường lắm. Ai cũng biết nó là vô thường, ai cũng biết là khi ra đi hai bàn tay trắng, không mang theo cái gì, nhưng mà không có ai chịu buông hết. Như là thôi thì hôm nay thì cũng không có gì tin tức gì mới. Chuyện thế giới thì quý vị cũng đang biết, bên Âu Châu, bên Nga, bên tất cả bên đó, chư vị không có muốn cho nhiều người chết, thì chư vị cũng đang tìm cách để mà giảng hòa, rồi sau đó mới tới Á Châu. Việt Nam có xây hầm chú không? Cũng lên đó. Rồng lửa sao anh? Rồng lửa cho vô 90 ngày để hạ quả. Thiên Tâm Tướng nói giờ mình khấn sao cho đất nước giảm sự binh đao và nạn đói chú. Cái đó chỉ có mấy lãnh đạo với mấy hòa thượng lớn á, họ khấn mới có lực. Còn mình đo mình khấn cũng được, nhưng mà cái lực không bằng mấy vị lớn. Thì kêu mấy lãnh đạo đặt bàn thật. Chỉ cách ngồi thiền đi anh. Ngồi thẳng lưng lên, bác ấn tam muội. Để gì nhắm mắt. Hít ba thở, hít ba cái. Thở mạnh, cái thở nhẹ ra. Rồi xong, cái mình tưởng tượng mà lấy cái mắt thứ ba, mình nhìn xuống cái lỗ mũi, nhìn miệng, mình nhìn rúng. Cứ nhìn một động, mình cứ làm cái động tác đó, để mình quên đi những cái động tác khác, những cái vọng tưởng khác. Thì cuối cùng nó còn một đoạn khác, từ 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 đó mình mới trụ lại. Cái trí của mình lúc đó mới mạnh. Chú Nghiệt ơi, alien đang xuống xung quanh mình. Có người hành tinh nó trong tương lai, nhân loại mình sống chung với người hành tinh mà, nó sẽ dạy mình những cái kỹ thuật cao cấp. Thì hiện giờ nó cũng đang gần mình. Thiên Như nói cá
Elon Musk là người Elon Musk là người hành tinh mà đúng, Elon Musk là nó là người hành tinh đó, nó không phải là người mình, nó ở một hành tinh tinh kia, nhưng mà cũng là anh em, cũng là dưới quyền của thượng đế, nó qua nó giúp trái đất của mình đó. Bộ lên trang official nói chưa sao chiến tranh thời chiến nước Việt Nam thay đổi không? Có chứ, thay đổi lớn. Nên mình nên nhớ vậy, nếu nước Việt Nam không thay đổi, tất cả bao nhiêu sấm cơ đều sai hết sao? Đức thầy sẽ mà sẽ không có xuất hiện sao? Chú sẽ không có về Việt Nam nữa sao? Cho nên mình phải biết cái đó. Cho nên nước Việt sẽ có một cái sự thay đổi rất là lớn, nếu không ông Trạng Trình ổng nói sai sao, kinh điển nói sai hết làm sao, đúng không? Mấy gì đâu có nói sai đâu, sẽ có. Hôm nay chị đọc lại cái bài khám này quý vị, bệnh gán khám nghe mình đang bị Covid đó. Bài thánh cầu vượt qua nạn đại dịch. Hôm nay ngày 1 tháng 4 năm con cháu con tên là, hôm nay con xin chí thành cầu khấn xin cha trời mẹ đất cùng vô lượng chư Phật vô lượng Bồ Tát vô lượng chư thiên vô lượng chư thánh vô lượng chư thần cùng hồn thiên sông núi nước Việt, chư vị thánh thần năm non bảy núi các cõi các phương cảm ứng chứng minh lòng thành con trẻ mong cho nước Việt Nam sớm thoát qua nạn hách tai ương trong những buổi cuối ngày của tận thế sàng lọc. Chúng con lâu nay mải mê chạy theo chức quyền tiền tài tủ sắt, quên đi bổn tánh hồi thiên về cùng với cha mẹ ở cõi trời an lạc. Đại nạn bệnh dịch đói rách lũ lụt thiên tai đang xảy ra khắp toàn cầu, tại đất nước này Việt Nam cùng các tỉnh đang gặp nạn dịch Vũ Hán Omicron bùng phát mạnh khắp mọi nơi, nhất là Sài Gòn, miền Bắc, miền Nam, Hiền Hòa. Con cầu nguyện Nam Mô Di Lạc Phật Dương Phú Quý Phật. Đệ tử chúng con nhất nguyện cầu Thiên Hoàng, Địa Hoàng, Nhân Hoàng, Di Lạc Phật Dương phù hộ phổ độ chúng sanh. Nhị nhị nguyện cầu Cửu Huyền Thất Tổ được tịnh độ siêu thăng. Tam nguyện cầu phụ mẫu tại đường Răng Long Phước Thọ. Tứ nguyện cầu vạn dân bá tánh an cư lập nghiệp, thế giới quốc thái dân an. Ngũ nguyện cầu Phật Tổ, Phật Thầy, Năm Mẹ, Ngũ Hành, Ông Vua, Bà Chúa, Trăm Quan, Cụ Thần, chư vị Thánh Thần, Sơn Thần, Thổ Thần, Thổ Địa, Năm Non, Bảy Núi, 12 Phương cảm ứng chứng minh. Mong cha trời mẹ đất chứng minh lòng thành của con A Di Đà Phật. Đó thì quý vị lên trên mạng lấy cái bài này xuống khấn mỗi ngày để cho bớt bị Covid. Khi nào Phật Di Lặc xuất hiện với anh? Khi nào cả dân của mình nó thỉnh thì ngài sẽ xuất hiện, còn không ai thỉnh thì ngài đâu có xuất hiện đâu. Mình phải thỉnh ngài. Sau này đại hồng thủy chết sạch hết phải không chú? Không có, không có chết sạch hết, chết mớ. Lê Động hỏi xin lỗi anh Nghiệp, thắng bài này trước có làm lễ gì không? Không, thầy cứ mua trái cây bông 12 lít, 12 bông vậy thôi, dễ mà. Không có cũng không sao. Thì mỗi tối mình lên bàn thờ Phật mình cứ khấn vậy đó, khấn đúng lời á. Tại cái lời nó quan trọng lắm, mấy vị nghe qua cái lời. Lê Quang Dịch nói khi chiến tranh thì giết người có tội không chú? Con không muốn cầm súng bắn người. Bắn thì con bắn người trên lưng ngựa thôi, chứ còn bắn người dưới lưng ngựa thì khác. Cũng giống như khi mình mang cái thân người nè, chú lấy bản thân chú kinh nghiệm. Khi mình biết được là tất cả các nghiệp nó không biết là từ hồi thời nào mấy trăm nghìn năm về trước, nhưng đến lúc mà mình trả nghiệp đó, mình cũng phải trả. Chú là trị bệnh người ta được mà chú lại bị chặt cái chân hoài, cái chân trái này nè,
nó bị chật vậy. Quý vị thấy á, là chân này nè, cái đầu gối nó bị chật. Lúc đang đi trên núi nha, nó bị chật. Đó là lý do mà đó là cái nghiệp gọi là thân nghiệp. Ở những tiền kiếp, ở những hành tinh kia đó, lúc mà còn chiến tranh á, chinh đông dẹp bắc á, thì Kiệt dùng mấy đập chân mấy con ngựa. Thì hôm nay á, cái gì nói á, là phải trả cái nghiệp lại. Cho nên nghiệp là phải trả hết. Thì khi mình hôm nay mình dính cái nghiệp rồi thì mình mới biết được nó rất là quan trọng. Mình làm cái gì mà nó hiên ngang thì mình có thể không bị nghiệp. Còn mình làm cái gì mà đạt đến mục đích của mình á, để lấy thắng lợi á, là mình sẽ bị nghiệp á. Nghiệp đang bị á, đang sinh trên á. Nghiệp nó sẽ đi theo mình từ đời này qua đời khác. Nó không phải là cái kiếp vừa rồi nha. Có những cái á, nó đi cả nghìn năm về trước nữa. Hôm nay bà con cứ sợ chết, hỏi chỗ tôi có bị này kia không, hỏi hoài cả. Hỏi cái nào hay hay mình trả lời cho nó vui. Quê Hiền nói tại sao máy bay Boeing bị rớt ở Trung Quốc vậy anh? Cái đó hả? Cái đó là nhiều khi chiếc máy bay đó 300 người, chỉ có người đúng số và chết. Mà những người kia không có đúng số chết. Nhiều khi đi chung với người xui cũng bị lây á. Na Chi nói anh Kiệt sinh năm bao nhiêu vậy? Cả Kiệt cũng không biết, họ cũng không có đúng với họ Ngô nữa. Tại vì Kiệt có kể mấy clip kia, bà cố có bầu rồi đi lấy chồng khác, họ Ngô rồi mình giờ mình họ Ngô, mình họ gì sanh ngày nào cũng chả biết luôn. Lời Trang Bùi nói: Chúa ơi, bên Trung Quốc các nước trên thượng nguồn xả nước nhiều quá, miền Nam Việt Nam sau này có bị ngập nhiều một chút. Thầy thời nay á, quỷ á, con cháu của thiên ma nó xuống trần, nó mang cái lòng tham của nó thì nó chỉ biết nó thôi, nó đâu có biết người khác, thì nó làm ra biết bao nhiêu cái đập trên thượng nguồn. Cho nên tương lai á, chắc chú phải đầu thai lại thành kiếp người Tàu á, để mà giảng hòa lại. Khi nào đã em thấy anh? Thời gian không bao lâu thì biết được họ chưa là sẽ xuất hiện trong một ngày rất là gần, không có lâu. Game Boy nói: Chú ơi, sắp tới Việt Nam nạn chiến tranh có nên qua Mỹ lánh nạn không? Giàu ta qua Mỹ, Mỹ lúc nào cũng an toàn hơn bên kia. Hồng Thái hỏi: Sao thế giới dùng năng lượng gì vậy anh Kiệt? Hiện giờ mình cũng thấy rồi đó, ánh nắng mặt trời đó, solar với pin vậy đó. Thì mình sẽ không có đốt than đá nữa, thì cái không khí nó sẽ tốt lại. Quỷ Hiền nói: Sao chiến tranh thế giới những công ty lớn Tesla, Google, Microsoft có bị phải không? Không có, thằng nào cũng bị sức càng gãy gọng thôi chứ phá sản chắc không. Nó cũng là một cái nạn của thế giới điều hết mà. Đâu có phải là bị hoài đâu. Tạm thời thôi. Lina nói: Chú ơi, tháng 5 này ở Âu Châu có được không? Cũng ok. Vẫn bây giờ là ở trên các chị vị đang muốn mua tin giảng hòa. Trên này con cháu ma quỷ nó cũng quá trời luôn. Cindy là nên nói dấu hiệu nào để nhận ra Phật Di Lạc? Nhận ra Phật. Ai cũng là Phật hết. Chứ Phật khi mà Ngài nói chuyện, Ngài thuyết pháp là một Ngài sẽ thuyết ba thời kinh. Là ba tiếng sấm nổ. Cái thời kinh đầu tiên là tiếng sấm đầu tiên. Thời kinh thứ hai là tiếng sấm thứ hai. Thời kinh thứ ba là tiếng sấm thứ ba, đó là theo được biết là gì, chứ không phải là súng đạn đâu. Từ lúc khai thiên lập địa, cha trời mẹ đất tạo ra nhiều ngôn ngữ khác nhau chi vậy anh Phan Đông hỏi? Câu này hay nghe, đó thì cũng hỏi trên cái này.
chẳng những nhiều ngôn ngữ, nhiều màu da, hồi xưa có màu xanh nữa, màu đỏ nữa, thêm nhiều quốc gia nữa, để làm chi? Để cho mình có sự ở trên bề trên dễ dạy và tạo nhiều đạo nữa, nhưng mà tất cả đó chỉ có thượng đế thôi. Chứ còn mình cứ giả sử nha, mình mà một tiếng nói rồi mình giống hệt hết quả địa cầu này, thì trong đó có một người xấu, tại vì người xấu á, họ nói họ làm thế giống như kiểu Putin vậy, thì cả hoàn cầu này á mình đâu có sự hợp thổi nữa đâu. Mình phải khác nhau như vậy để mình có sự thăng tiến, người giỏi người dở nước này nước kia có một chút xíu cạnh tranh vậy nó mới lên được, mới thăng tiến cái thần hồn của mình, rồi mình mới đi về. Ở bên cõi bên kia đó, họ đời sống của các chi vị cũng như mình vậy thôi, nhưng mà tinh vi hơn. Thì giống như hồi từng rồi Hòa Thượng mới siêu mất, thì Kỳ cũng muốn nói chuyện với Ngài, nhưng mà lúc đó có hai vị kè hai bên rồi, Kỳ nói chuyện không có được. Mấy vị nói Ngài sẽ ở lại cái của mình đúng 12 ngày rồi Ngài sẽ đi. Thì ở bên kia cũng có lính, cũng có người xử, người phạt, cũng có người được đi lên đi xuống đủ hết như mình vậy đó. Hiếu hồ hỏi chú Hiệu ơi, cha mẹ thượng đế sinh ra chúng ta, thế ai sinh ra cha mẹ vậy chứ? Trên vũ trụ ngày xưa chỉ có một mình cha thôi, thì cha buồn thì cha mới tạo ra Phật mẫu là mẹ, thì lúc đó cha với mẹ mới tạo ra 24 người con. Rồi những cái ngày khởi đầu xuống trái đất á, chú với một người nữa xuống thời tạo thiên lập địa đó, chú có kể đó, chú dạy ta tránh được khô đó, thì những đứa con trong 24 người con đó phải đi xuống trước Adam với Eva đó. Rồi nhờ sau này cha tạo ra rất là nhiều tầng trời, chư Phật, chư Bồ Tát ở trên. Chung quy lại tất cả chúng ta đều là con của Thượng Đế hết, nhưng mà người sanh được sanh thẳng bằng quá sanh, người được sanh ra từ những vị khác, ai cũng có gia đình trên đó hết. Bữa nay chỉ là đọc comment thôi nha quý vị, không có nói gì hết, bởi giờ nói cũng tùm lum la nhiều rồi. Hương Quách nói anh Kiệt làm sao nghe hiểu được tiếng thiên vậy anh? Trời ơi, nhiều người biết nói tiếng thiên. Cái thời này thời chó, tiếng thiên có nhiều loại tiếng thiên lắm nha. Ở mỗi tầng trời có tiếng thiên khác, thì họ mượn điển của một cái sắc phàm mà nói ra, mục đích cũng chỉ là từ thiện thôi, nhưng mà phải coi chừng. Có lúc nào phải thôi nghe chứ không phải lúc nào cũng đúng đâu. Tại vì điển vô mà sát nhập mà, có lúc người khác mình đâu biết được, thì mình tính lúc nào tính lúc đó thôi, chứ đừng có nói Kiệt nói vậy cái mốt tin Kiệt hết. Để những người nhập đầu nhập sát có lúc họ làm đúng, và sau đó những người khác cũng mượn cái sát đó làm, nhưng mà với mắt đời của mình á, mình chỉ nghĩ là có người đó, không phải, nó nhiều người lắm á. Chỉ người trong tâm linh á mới hiểu được, còn người ngoài thì cứ bình thường thôi. Cho nên tại sao kinh Phật kinh Chúa kêu đừng có ai đụng tới mấy cái vụ này dị đoan rồi là được, cũng đúng á. Nhưng mà trong 1 triệu cái, trong 999 cái sai có một cái đúng, nên đa số Phật tử hãy thấy những cái chuyện lạ là cho dị đoan, là tự vì trong kinh Phật nó cũng đúng, tự vì mình không có đủ cái trình độ để hiểu thì tốt nhất mình đừng có ái tết. Nhóm mình có đứa con, mình nói con nhớ như ông bà của mình nha, ở gì á, đầu với cẳng gà nữa không có cho mình ăn, cái dạy mình với phô câu nữa đừng ăn đó là con, không có nên, không nên. Thì trong đạo Phật cũng vậy, đạo Chúa cũng vậy, dạy con đừng có đụng lấy cái đó luôn hả. Để cho mình tốt cho mình thôi, giống gì hết. Cho nên làm mấy thầy mấy ni đời nay không có ai biết cha biết mẹ là cũng là vậy. Dung hỏi chú ơi, trên trán được đóng cái ấn vuông, sau này có sứ mệnh gì giúp đời không chú? Đóng ấn vuông hả?
đó là ấn thiên, thì những người đặc biệt xuống trần thì có cái ấn đó vậy đó. Cái đó cũng lạ mà. Ấn này đó không? Ấn này nó có mấy ông rộng này nè. Bài mấy cái này sao làm giả được? Hãy tinh 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 thông. Đó là ấn thiên á, nãy hỏi trên chén. Mà đâu có bao nhiêu người có đâu. Mình để hình này ngũ đại truyền thừa. Lúc nào quý vị cũng nên nhớ tất cả các chi vị này. Lời của mấy vị này nói, những người mà không biết á, làm ơn bây giờ á, hãy gắng đi nghiên cứu, đi học, đi hỏi coi những gì này nói cái gì. Bây giờ lên YouTube hết rồi đó, mình chỉ còn bấm, mình nói giống như ông sư giải bán khoai là ông này, thì mình kiếm cái YouTube của ông sư giải bán khoai, mình nghe từ ngày thì cũng dễ mà dễ hiểu hơn. Thì năm vị thầy này tất cả mục đích cũng là cho cái ngày hội Long Hoa sắp sửa sẽ diễn ra ở nước Việt á. Chú hiện nay sắp tới biến động với ông Trump, phải không? Ông Trump cũng sẽ trở lại. Trinh Nguyễn mong chú Kiệt xin cha mẹ gia hạn thêm một kiếp nữa để giúp nước Việt. Ông chú kiếp này xong rồi, tại nước Việt kiếp này cũng xong, khi Đức Thầy xuất hiện là nhiệm vụ cũng xong, kinh địa mẫu cũng nói chú cũng nhiệm vụ xong, đi về. Cho nên giờ xã nghiệp cũng nhiều lắm. Chú ơi, Đức Thầy có phải là Phật Di Lạc không? Có đâu không biết. Chờ xem. Thời này làm người ác sẽ mất mạng liền hay là còn phải trải nghiệm vậy? Mất mạng liền chứ. Chẳng những mất mà còn mất luôn hồn xác nữa đó. Chú thường nói mấy clip cũ đó, gán coi lại. Cho nên mình phải gán làm đúng. Trong lúc này càng phải làm đúng nữa. Nó không có giống như những hồi thời trước mình còn có cơ hội này nọ, giờ không có. Để hình này để cho quý vị hiếu kỳ rồi tự tìm hiểu nha. Năm vị thầy này và học của mấy vị này, những cái mà fan mới của Kiệt mà yêu mến Kiệt á, làm ơn đi tìm kinh điển của năm vị này học. Đóng cửa địa ngục mãi mãi luôn hả cháu? Mở ra sở thú bự. Trong đó có những thầy, những Phật tử và những người gọi là thời nay ăn trên ngồi rồi. Quyền Trang nói Việt Nam sẽ như Ukraine là bị Trung Cộng ăn hiếp, nhiều người chết không? À, có đó, có nhiều người chết. Nhưng mà nước Việt mình á, bây giờ thì không có đoàn kết. Cái khi mà có nạn á, là 6 triệu người ở hải ngoại á, sẽ đoàn kết lại. Thì trong cái rủi lúc nào cũng có cái mai trong đó. Thì người xin một buổi ăn tô phở, 6 triệu người xin chừng 5-6 lần thôi, cả tỷ mấy là cứu được nước Việt rồi. Bữa nay mình chỉ đọc comment nên mình không có nói chuyện nguyên thiên nha quý vị. Nói vui chứ nói chuyện ngoại cũng giống nhau thôi. Khi nào quý vị gặp Kiệt ngoài đời đi, những cái đọc Kiệt đâu có nói đây được. Ở ngoài nói không có ai quay lên, không có ai bỏ lên trên mạng, thì nói làm sao không được, ok. Nói đây đụng chạm lum la, mấy đại ca đâu thích nghe đâu. Nhưng mà chung quy lại, kênh này 2 năm nay chỉ mong mọi người á, là hiểu có tâm linh, có Phật Thánh Tiên đang sống chung với Phàm, có cha Thượng Đế, có mẹ Phật Mẫu và có chư Phật lúc nào cũng gia hộ nước Việt. Mà gia hộ cái mức độ nào thôi, chứ không phải gia hộ để mình ù lì ở đó hay là mình làm những chuyện tiếp tục sai, nó không phải như vậy. Và đồng thời mà cho mình cái cơ hội giờ chót
để mà mình quay đầu. Chị lên đây kịp nói tâm linh là có thật, mọi chuyện là có thật, không có gì gọi là ảo tưởng và gọi là xàm hay là láo hay gì hết. Mà nhiều người cứ comment cứ chửi kìa tối ngày á, không phải như vậy. Rồi gán chi cứu đi rồi hả chửi, mà Kiều cũng xin hết cho mấy người đó rồi. Nhưng chúng nhiều người thích nghe chú Kiệt chia sẻ. Cảm ơn con. Bữa nay chú có chuyện không vui, nhưng bữa nay chú không có hứng nói chuyện nhiều, chứ đọc comment thôi. Mai mày xeo hồ nói anh Kiệt ơi, anh lo cho mọi người rồi, ai lo cho anh? Chúc anh nhiều sức khỏe. Anh có nhiều gì lo đó. Anh có bố ông rồng, có cha mẹ, có mấy tỷ mà mấy vị vô hình không à, không có hữu hình. Hữu hình thì mồ côi, không có ai đó nhiều, nhưng mà mấy vị vô hình nhiều lắm thì lo. Thiêu nói tại sao anh Kiệt buồn? Con người mà mang thân người có lúc buồn lúc vui, nhưng bữa nay lên nói không có, đang có tâm trạng buồn cho nên không có muốn nói nhiều. Hòa thượng thấy Siêu mất thì buồn, không có ít nói nhiều. Quên Thiên để tuần sau nói. Tuần này mình chỉ chốt lại là nghe Vivi Fan sẽ giảng hòa, đó là ý trên. Rồi sẽ tiếp tục ở Biển Đông. Rồi chị Rồng Lửa thì sẽ 90 ngày. Rồi sau đó chị chỉ làm gì nữa thì mình không biết. Nhưng mà ở trên Phạt vậy đó. Mà sau này chị sẽ nổi tiếng lắm đó nghe. Tại vì làm từ thiện bị ở tù mà. Chỉ có nước Việt mới có cái vụ đó. Chú ơi thương chú nhiều, mà xích long thì có thanh long không chú? Có bốn rồng: thanh long, bạch long, bình long, xích long, bốn gì. Thiên thị Hải Yến nói: chú ơi con muốn tu thành Phật một đời này được không? Thì đời này là tu thành Phật được á. Gán lên. Con cứ lấy họ Thiên quay về hướng Đông Bắc, rồi Thánh, rồi cứ thành Tâm một đời này thôi, mình về luôn. Bữa nay bao lâu nữa mới hết bất công? Lộc Ca nói: bao lâu nữa mới hết bất công hả? Sắp sửa rồi đó, gán đi. Mình đang ở thời bí cực, sắp sửa qua tới thời Thái Lai. Thời Thái Lai cũng đang ló một chút ánh sáng dưới đường hầm rồi đó. Mà từ đây mà bò tới đường hầm đó thì mình cũng phải gán tu tập, phải gán hướng về Đông Bắc lấy họ Thiên cho đủ trên 20 triệu người. Thì lúc đó Phật Di Lặc xuất hiện, Ngài sẽ nói chuyện cho mình nghe. Tức là con Phật thì Phật rước, con quỷ thì quỷ cũng rước. Thiên Diệu nói: chú có phải là thần nông tiền kiếp chú là thần nông? Chú đóng nhiều vai lắm, mà kể ra quý vị sẽ không tin, sẽ giật mình. Chỉ có vai này đóng hơi bèo thôi. Ở Việt Nam á, hiện giờ cái chiến tranh nó chưa tới, nhưng mà cái nghèo với cái khổ đang trước mặt, thì bây giờ mình lo đó trước đi. Chứ giờ công ăn việc làm không có, tiền bạc không có, thì mình phải lo cái đói với cái nghèo cái khổ trước. Việt Nam là như vậy, phải thủng mớ gạo, chứ còn lúc đó chạy đi mượn ai cũng không có cho đâu. Chợ búa nó sẽ đóng cửa, miên mở đổ xe tăng vô Tây Ninh với Hà Tiên rồi đó là mệt á. Mai Tân: chú Việt ơi, sao miền Trung nước lũ lụt tháng 3? Đúng ra là không bị mà giờ bị phải không? Thời tiết trái mùa đúng không? Ủa giờ Thủy Tiên đâu, ông đi gây quỹ cho lũ lụt qua miền Trung đi ta. Thôi bỏ dân miền Trung kỳ này. Chú Ly Nguyễn nói: chú ơi, nghĩ tới gia đình luôn cảm thấy bức xúc và không vui thì sao chú?
Thì con cứ đọc kinh Lăng Nghiêm Chúa Đại Bi rồi ngồi thiền thì tự nhiên con vui lại thôi. Thì chỉ có hai cái đó làm con vui thôi, chứ không phải là đi đi karaoke nha, quán nhậu nha con. Cái đó là chỉ vui tạm thời. Thiên Loan nói chú Kiệt là người truyền kinh đúng, đó chỉ là người truyền kinh thôi. Thì Vũ trong anh Kiệt cho em hỏi, sông Cửu Long có 9 con rồng, gồm những vị rồng màu gì? Thấy anh, 9 rồng này đang đầu thai, trong đó có một cái chị gì mà qua hậu dễ vương vương gì đó, rồi cũng là rồng của sông Cửu Long á, với cái ông chồng của chị là Hoàng Thân Thái Lan á, là cũng là rồng sông Cửu Long mà bây giờ đầu thai lại là vậy đó. Cho nên nó có hết. Tại bữa chú có ngồi kiểm chú mấy vị nói. Nhưng mà ở những người đầu thai lại họ không biết họ là ai, nhưng mà chú nội này giống chú biết, họ cũng là đi giúp đời cứu đời không à. Tân Phạm nói chú ghê nói dĩa bồ thì chú mày phải dĩa bồ ta, tu cũng là tu dĩa bồ. Thí dụ con nói dĩa bồ mốt dĩa bồ nó xuống nó đưa tài bắt tài còn giả bắt tài nó không, tài nhỏ xíu 4 ngón mình 5 ngón. Hi Quách nói chú Kiệt có dấu chữ thập hai lòng bàn tay cái gì chú, dấu chữ thập là thập nhân thập toàn, người nhân thập. Chú có nè, chú có dấu chữ thập và dấu vuông nữa nè, điền đó. Chú khuyên mọi người ăn chay nhiều nhiều chú ơi, nghiệp sát sanh nặng quá. Bữa giờ nhờ chú nói ra ngoài bắt bớt thịt chó rồi đó, con thấy không? Chú nói có hiệu lực mà, bớt rồi ở ngoài giờ bớt rồi đó. Mấy vị nói mà Sài Gòn giờ cũng bớt ăn thịt chó rồi đó, bất nghiệp rồi đó. Tại cái miệng của chú ăn mắm ăn muối mà nói bậy chúng bạ không, nói vào lửa bao năm trước chưa bớt nói, không chịu bớt nói bữa nay cho họ, chưa nói mấy cái vụ mà chiến tranh ở bên Nga với Ukraine nữa. Thế chiến thứ ba, chú ơi các ngành nghề dịch vụ Sài Gòn phải làm sao chú đi nào cho đúng. Chứ người dân mỗi tháng tiền mặt bằng tiền ngân hàng và kinh doanh ế ẩm, nhiều người khổ lắm. Đó là sự khổ chung của gọi là kinh tế kiệt quệ, chứ không phải là một người. Bây giờ mình nói giả sử vòng lửa bả giàu, mỗi ngày bả phải đi xài tiền khoảng 1 tỷ cho cá nhân bả, phải không? Chồng bả là 2 tỷ, con bả là 3 tỷ, tại càng trẻ nó càng xài tiền nhiều. Thì bây giờ bả có chuyện buồn, bả vô họp, bả không có xài 1 tỷ nào hết. Tại 1 tỷ đó có thể mua được một đống bún, bánh mì, cà phê xung quanh, những cái tiệm xung quanh. Thì cho nên những cái người kia cũng bị thất thu. Thì ông chồng cũng xài một đống, thì những cái nơi ổng xài cũng bị thất thu. Nói chung lại, đó là một cái kinh tế dây chuyền của từ ý chú nói từ đầu là những người giàu phải nên để tiền ở trong nước và không có nên đi ra hải ngoại. Còn nước mình nó đi ngược lại, ai có tiền cũng đòi đi hải ngoại hết và đem tiền đi ra hải ngoại hết. Thì nó y như ông bầu vậy, ông bầu bỏ ông thợ mà bay đi hết cuối cùng. Còn ông thợ không ạ? Sao sống? Thời nay nó vậy. Ở Mỹ nó khác. Ở Mỹ một người giàu, Mỹ nó giữ tài sản lại, giàu cho người đó là tỷ phú, giống như là ông Bill Gates đi. Thì con của ổng giữ tài sản ở Mỹ cả trăm năm, nó cứ đẻ ra lời rồi nó xài tiền cho nước Mỹ. Nước Mỹ giàu là vì dân tỷ phú nhiều, họ xài tiền nhiều thì những cái người xung quanh họ được hưởng theo vậy đó. Dung Nguyễn nói ra clip 7 trong 53 câu đi. Clip 7. Đúng rồi, tại cái đó là phần khác. Bữa giờ có đang chiến tranh,
Rồi thêm có đám tang ở trong chùa ông ân sư mất nên mình đưa cái đó nó hơi lạc quẻ một chút cho nên chậm chậm lại. Cái đó thì mình đọc theo cái đó mình dịch lại thôi. Adam xin nói chú ơi nằm ngủ mơ thấy cha mẹ hiện ra theo chút của đó là tốt, nhưng không phải cha mẹ thiệt rồi nghe. Vậy hiền nói trên thế gian này có mấy người có chữ thập trong bàn tay hoa trong bàn tay giống anh Kiệt vậy? Anh Kiệt có mình anh có à, không có người thứ hai duy nhất bảo đảm luôn này á. À, không có xưng hô trên này ở ngoài đó ai nghĩ sao nghĩ nữa 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 nữa, nhưng mà phải chờ sư phụ xuất hiện ngày chỉ thì mới đúng, còn ngoài ai muốn nói gì đó là nói. Nhưng chỉ có một thiên tử xuất hiện trên nước Việt mà thôi nha, còn người nào mà sinh tùm lum á thì phải coi cho kỹ, không phải là chuyện đơn giản mà muốn lên đây nói và nói. Những cái người từ đầu ở trên mấy vị kêu ra nói, những người linh căn đầu tiên, những người có điển là nhận ra Kiệt trước gần với những vị thầy Tây Tạng Rinpoche mà mấy vị hòa thượng lớn của Tây Tạng, rồi tới mấy vị nói chung là những người cao siêu nhận ra trước, rồi từ từ những người dưới mới 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 hiểu. Chứ mình lên đây mình đâu có lót chót mà gọi là giống như cái anh TV Sài Gòn chửi mình ba xạo đâu. Thử anh lên anh xạo thử 2 ngày đi anh có sống nổi không? Tôi có cái núi 20 triệu trình hình á, anh cứ lên đó kiếm tôi lúc nào tôi nhớ tiếp tải anh nồng hậu. Từ cái hãng tôi á 500 nhân công á, cái gì nó phải là vàng thiệt không có sợ lửa. Nhưng mà giàu cho Kiệt là ai đi nữa, tự Kiệt biết Kiệt là ai, Kiệt làm cái gì quý vị chỉ cần nhìn quý vị có lợi. Chứ thật sự bản thân Kiệt á nhiều lúc á giống như giờ đang buồn bực có mấy chuyện cũng đâu có là ấy, nhưng mà ngày mai cũng bận rồi thì bữa nay cũng phải lên để cho quý vị vui. Bữa giờ cũng xin cho thế giới mỗi lần sinh á mình cũng phải trả được cái nghiệp gì cho nhân loại, sinh cho một đống xe tăng 450 cây số vô nghe đó nó đóng thành cái tủ lạnh, thì ở đây á mình cũng phải có chuyện đó nghe quý vị. Nghĩa là mình xin xỏ gì cũng đều giống như là mình mua cái gì mình phải trả tiền vậy đó. Nhưng mà Kiệt thì khoái sinh, nãy giờ sinh cho anh TV Sài Gòn này quá trời rồi. Nên ảnh không biết ảnh lãnh lương của ai mà ảnh lên đây ảnh cứ chửi mình hoài á, tại anh biết mình có một mình đây à, không có điều khiển được cái này. Anh cũng làm mình cục hứng nhưng mà không sao, có gì nó mới vui chứ. Thì giàu cho kiều là ai tự việc biết, quý vị phải tự có cảm nhận, quý vị phải đi về trời việc mới vui, phải gặp cha mẹ thì mới xong nhiệm vụ, mới vậy mà còn ở dưới thế gian hoài á thì cũng phải đầu thai hoài thì không có thích. Cho nên quý vị rồi Mỹ gọi là win win á, là quý vị có lợi thì có lợi, gắn về trời đi, phải thờ cha kính mẹ. Ở bao nhiêu lần mình tu tập mình tu cũng đúng nhưng mà không đúng hết. Hôm nay có người nói mình vừa tu Phật mà vừa biết thêm cha mẹ nữa thì là mình số 1. Cha mẹ rất là hiện hữu, không có phải là huyền thoại, cũng không phải là chuyện trong cổ tích đâu nha. 1000% hiện hữu. Mỗi một lần mùng 8, 18, 28 quý vị đọc kinh địa mẫu thì những ngày đó thường Kiệt thấy mẹ mặc đồ giống gì nè. Nhưng mà cái mão có lúc mão thì mão mão bên giống cha phải không, cái gì cũng thay đổi á. Còn những ngày thường ngày khác mà chỉ có chuyện cần mà thăm mẹ đó, mẹ mặc áo khác, có thể là áo trắng áo đen hay áo xanh, nhưng mà mấy ngày lễ thường mẹ mặc áo đẹp lắm, áo vàng, nhưng mà đi đâu cũng đông lắm. Thể ra nhẫn có mẹ ở đây chiếc nhẫn mà xoay một cái là cái áo mẹ đổi màu. Ở trên này á, là cái trái trâu của trái đất của mình á là Phật mẫu, đó là trái đất. Cho nên quý vị học Phật mà thờ Thượng Đế là số 1,
cọp thêm cánh. Phật tử thời nay á, được phân nửa rồi, bây giờ hôm nay có kịp là biết thêm cha mẹ nữa là Phật tử quá quá trời có phước. Tăng ni cũng vậy, đừng có chấp quá. Nó như là Phật thời mạt pháp, thời tận thế, không có ai mà lên đây 2 năm trước mà nói cái xã hội ngày hôm nay có tận thế, có sàng lọc, có bệnh tật, có chiến tranh, có Covid, nước Việt Nam thay đổi từ thấp lên cao, từ một nước yếu thành nước cường quốc trong tương lai. Đó, thì chuyện nói là như vậy. Thì sống cơ thì chưa đọc sống cơ. Về phần mặt đời á thì không có rành về chính trị mấy, nhưng mà tin tức thì cũng biết chút chút. Vì là ở làm một cái mối hàng hải ngoại và quốc nội, trong tương lai tất cả những chim hiền khắp thế giới khi mà Đức Phật xuất hiện thì chim hiền tự nhiên á, cũng bị sức hút của Phật là đi về nước Việt thôi. Nước Việt trong tương lai rất là nhiều cái biến động thay đổi lớn lắm, trong những tháng kế tiếp nè, quý vị chờ xem nó sẽ có. Còn bây giờ mình cứ đọc comment đi, không có nói chuyện lung tung nữa. Joseph Dương nói, thưa chú làm cách nào giải nghiệp được tiền kiếp nhanh nhất? Thứ nhất là anh có tiền đem ra là cúng dường. Thứ hai lại sám hối, đọc kinh. Lại cha nè, lại nghe ngày mùng 9 Tết đó, là ngày của ngày vía cha đó. Bên đây, cha bên đây là nhanh nhất. Anh nói ngày Tây hay ngày ta, anh kiện ngày mùng 9 ta đó, mùng 9 Tết mà, đúng không? Tết ta. Cả kỳ cũng vậy, thì cũng năm nào mùng 9 cũng lại cha lại mẹ, kiểu cũng như quý vị thôi, không khác gì hết chứ. Phật tử nên thờ cha, nên thờ mẹ, nên hiểu về cha, hiểu về mẹ. Còn không hiểu á, thì mình đừng có đi xỉa xói hay đi dèm pha hay là nói là tà hay là dị đoan, đừng có vậy, đừng có nên vậy. Kiệt có dị đoan không có gì, kiệt là thiệt đó, 1000% kiệt là thiệt đó. Chứ không có gì gọi là dị đoan chỗ này, đến lúc giờ chót là số cũng phải sổ. Xưa quý vị nói là thiên cơ bắt khả lộ, nhưng mà nếu mà kỳ không lộ ra 2 năm nay á, là quý vị độ đâu có được biết nhiêu triệu người. Mùng 9 tháng Giêng là ngày vía cha, 9 tháng Giêng á. Cư sĩ Sài Gòn TV, tại sao nước Việt Nam vẫn nghèo bởi những thằng này? Là tại kiện ra, tại kiện nước Việt Nam nghèo á. Ồ, thì cư sĩ gì? Cư sĩ Sài Gòn hay quá. Mình ở Mỹ á, mình cứ gửi máy chờ thở về nè, hàng năm mình gửi về cả triệu cho nước Việt, chứ mình có lấy đồng bạc nào của người Việt đâu mà làm cho nước Việt nghèo, tại sao lại chửi mình vậy? Mấy như Đạo Phật. Tại nước Việt Nam nghèo bởi thằng này. Vậy là cũng lỗi tại tôi luôn đi. Hết biết. Nước Việt nghèo là lỗi tại kiệt. Mình không có đụng chạm vậy, cho vô không. Hồi xưa lúc mà ba má còn sống, má kiệt mất năm 2009, ba kiệt mất năm 2000, năm nào á ở Mỹ mấy chục năm, bốn chục năm ăn đồ phở không dám ăn, rễ cha mẹ không, tức là năm mà phần kiệt rễ không là trên 50.000 tới 100.000, mà gần 40-50 năm vậy á, không có làm sao mà. Còn nước Việt nghèo á thì phải hỏi người khác chứ hỏi mình, đổi thử mình. Gì cũng đổi thừa hết trơn vậy. Chết. Ok, đổi thừa cũng được. Nếu mốt mình làm giàu lại, mau lắm, mình có cách.
Thi nói mong mà gặp anh Kiệt ở Kiên Giang, không biết chừng nào mới được về. Cái xã hội của mình bển á, những đứa nhỏ bây giờ nó không có biết chứ là kính hiếu với cha mẹ và người lớn gì hết, nó chỉ biết chơi game, nó chỉ biết những cái gì nó thích là nó nhất định nó đạt cho được, còn nó mà không có đó, đầu nó mà cuồng lên á, anh em cha mẹ nó cũng lấy dao lụi nữa, thì huống hồ chi cái thằng em bé này á, hay là cái thằng ông bé này lãnh lương của ông bự kia vô đây chửi mình cũng không chừng. Ai là Phật, nhưng mà việc khấn cho anh đó rồi nha, anh đừng chửi nữa nha, tôi khấn một lần nữa nha. Trịnh Lai Sương nói ông Trần là ai vậy chú Kiệt? Ông Trần là bậc thánh minh đó, hả? Trong Thánh Nhãn Trình nói hả? Ông Trần á, trong Thánh Nhãn Trình nói á, ông Trần là bậc thánh minh, trốn qua hải ngoại ẩn mình nơi nào á. Cái câu đó có nghĩa là sau này có một người về nước Việt Nam lập lại một cái xã hội mới, mà xã hội đó giống như đời nhà Trần vậy đó. Mấy vị giải thích là vậy, như là đời nhà Trần Nhân Tông chứ không phải là cái họ của người họ Trần đâu. Cũng giống như câu của ngài Trạng Trình nói là Bảo Giang, Bảo Giang thiên tử xuất. Bảo Giang là thường thắng cơ, là quý vị nói theo cái lý và tùy theo mỗi người giải, là mẫu giang sơn gấm dốc, rồi có một người thiên tử xuất ra, sanh ra từ nơi đó, chứ nó không có thuộc về cái thành phố tên là Bảo Giang hay là này kia. Rồi ở miền Nam có nhiều con sông, nhưng mà mấy cái đó là phải chờ chừng trong vài tháng nữa là Đức Thầy xuất hiện này, ngài giải thích, hỏi hỏi sư phụ á, không biết kịp về gặp sư phụ ở núi Cấm hay là sư phụ bay qua Mỹ không biết. Và các sư phụ bay qua Mỹ thì chắc ăn chứ con về nó túm con liền á. Dân triều hỏi anh Kiều ông Trâm có trở lại không? Có chứ, ông có sứ mệnh mà. 3 ngày kỵ mẫu để cúng mẫu là ngày nào vậy chú? Cúng trong nhà hay ngoài trời vậy chú? Tôi đọc kinh ngày mùng 8, 18, 28 ngày âm lịch, cái tiểu 8 á, thì kinh địa mẫu á, kinh địa mẫu trên online mình bấm cũng được, thì đó là cúng, đó là mẹ. Mẹ đây bây giờ phải rất là nhiều tăng ni mà lén lén à. Mỗi lần đọc kinh mẹ giống như đi ăn trộm vậy đó, phải đọc lén thấy tội nghiệp. Thật sự cũng tin nhưng mà sợ bạn đạo hay là thầy hay là huynh đệ gì đó cười mình, cho nên đọc kinh mẹ rồi cũng phải đọc lén nữa, đâu gì đâu phải lén. Việt Nam á, lâu lâu con rắn nó xuất hiện, nó là hồn của ai mình không biết, nó mượn rắn đó nó bò vô cục đá hay vô bàn thờ, là cái đống người kéo ùn tới lại nó, người xin này xin kia nó. Còn Phật với Thánh với Tiên đứng trước mặt đó thì bị chửi, bị sỉ giả tối ngày. Thấy đời nó ngộ vậy đó. Cư sĩ Sài Gòn, ai đúng ai sai thời gian sẽ trả lời. Như Đà Phật. Đâu cần thời gian đâu, ngay trước mặt nữa. Người nào mà chữa việc nhiều, người đó mai mốt qua tu mau thành Phật sớm, mà tự gì sẽ hối hận lẹ lắm rồi, cái tu lẹ lên đúng không, động lại thiệt thánh nữa, cho nên mấy người đó sẽ thành Phật trước kiệt nữa đó, gán chữa cho nhiều vô. Hồi xưa năm vị sư phụ cũng bị chửi te tơ luôn á, ngũ ngũ đại truyền thừa á, sư giải bóng khoai, đức thầy, vị nào cũng bị chúng sanh dày xéo á. Đại ca Trâm là thiên sứ tầng trời nào vậy chú? Dũng Nguyễn hỏi. Ông ở tầng thứ 8,
ổng là một ông tướng nhỏ thôi, ở chợ anh chức ổng giống như là đại quý vậy đó, không phải là lớn gì mấy. Là lính của ông Dương Tiễn. Dương Tiễn là giống như là bộ trưởng bộ quốc phòng, tất cả mấy ông tướng là dưới, ngày đó ông Trâm là dưới. Hôm nay đầu thai lại làm tỷ phú Trâm quá ngon. Đúng ra ổng ở chợ là so với mình là không ra gì hết, nhỏ chức nhỏ xíu à. Xuống đây ông quá trời luôn, ông hơn mình cũng tốt, không sao. Có một cái là sau này nhân ổng nằm trong lịch sử là tổng thống ông 45, còn những lời việc nói với cái dấu hiệu thiên tâm mấy vị nói nó sẽ lưu truyền rất là nhiều nghìn năm trong tương lai. Thì ở trên sắp xếp mỗi người đóng mỗi vai, tùy theo vai mình đóng. Có vai đóng thấy nó không là cái gì hết, nhưng mà sau này lại là vai đúng. Còn vai mà quay phong lẫm liệt rồi vô để cái chiếc kẹt nó đi. Còn vai trong cả lương đó, mấy cái vai thất tình đồ này nọ, mấy cái vai đó người ta nhớ vai, nhớ nhiều. Bạch Hải Đường đóng gian cướp á, nhưng mà ta nhớ là và tướng cướp Bạch Hải Đường. Loan Đỗ anh Kiệt cho em số Zalo được không? 408-833-399 là số trong Zalo. Cường Trần, Khương Tử Nha, Khổng Minh, Gia Cát Lượng, Trạng Trình, Phật Thầy Tan, Sư Giải Bán Khoai, Phật Trùm, Đức Thầy, Điều Lộc Người, đúng không chú? Đúng. Cộng thêm ngày Đại Ca Diếp, là lúc mà thời Phật Thích Ca đó, là ngày cũng là Đại Ca Diếp. Thì lúc đó đó Đức Thầy mới nhận cái áo với cái bát của Phật Thích Ca để mà truyền thừa lại sau khi mà Phật Di Lặc xuất hiện, để trao lại cho Phật Di Lặc. Thì thời đó đó là ngày cũng là ngày Ca Diếp, ngày cũng là ca giết Phật. Mấy bên thầy, mấy bên tăng ni á là không có hiểu, thì cứ nghĩ là mà Đức Quỳnh Phú Sổ là một người giống như mượn đạo Phật này nọ. Không phải, nó phải trước khi Phật Di Lặc xuất hiện thì sẽ có những cái đạo mới ra đời ở miền Tây, đạo Phất Sĩ, đạo Hòa Hảo và đạo Cao Đài. Thế gian này á, Chúa Giê-xu ra đạo ở Do Thái, mà tới ngày hôm nay là đã loan toàn cầu, có một đạo thôi. Đạo Hồi giáo cũng từ Do Thái giáo, Hồi giáo, Công giáo cùng nguồn gốc á. Mà Việt Nam mình á, thấy đại phước không? Nước nhỏ xíu mà ba bốn cái đạo ra đời, thì nó là phải là có một cái chuyện gì rất là đặt ân cho nước Việt. Đó là vì thời nay nè, Đức Phật Di Lặc sẽ ra đời tại nước Việt, thì cho nên những cái đạo đó giống đi trước vậy đó. Rồi sau này tất cả các đạo trên thế giới nhập trở thành một đạo, đó là đạo này, thì mới thống nhất được. Chỉ có đạo này nó chung dung hết cả Âu Châu, cả Á Châu, rồi nó trung dung luôn thờ Thượng Đế là giống bên Công giáo, nhưng mà học Phật thì giống như bên Phật giáo. Thì chỉ có thiên tâm đó, là ở trên đó, mới làm như vậy, mới có khả năng. Đạo Phật thì quý vị biết rồi đó, cũng không được luôn. Đạo Đức Thầy đó, là làm nào cũng không được luôn. Rồi đạo Pháp Sĩ cũng không được luôn. Chỉ có đạo thiên tâm đó, ra đời. Thì ở Mỹ Thiên Long Sơn năm 1979, nhưng mà sau đó đó ở trên mới lập lại ở núi Thiên Long Sơn năm 2017. Thì từ đó nó ở có hải ngoại, vậy nó có nguồn gốc ở hải ngoại. Thì những nước Âu Châu và cả nước Mỹ, khi nước Mỹ mà bắt đầu nó biết được cái núi Thiên Long Sơn và cái núi Phật Thánh Tiên á, nó mới quản hồn. Thì từ đó sẽ nhiều người theo đạo thiên tâm.
Đó là như vậy. Cái đạo là để dạy cho mình có cái trí tuệ, chứ đạo thiên tâm cũng như kinh Phật thôi, học tam đại tạng kinh thời cha thôi à. Còn Kiệt chỉ là người truyền tin nha. Có gì cứ thấn cha, thời cha với đọc tam đại tạng kinh kiểu nam tông bắc tông của kinh Phật á. Chúng ta lập đời thượng quân, ai có công sau này sẽ được có tên Vãng Phong Thần Kỳ hai ở chú. Đúng rồi đó. Hiện bây giờ ở ngoài đó đó, ai mà biết về cha thì làm được nhiều chuyện cho đạo thiên tâm. Mà không phải là nói để mà và để mà quảng bá đạo thiên tâm đâu. Ví dụ như ở ngoài đó có những đứa nhỏ Việt Nam nó lấy mấy clip của Kiệt nói chuyện thì khúc nào nói hay, đâu phải lúc nào thì cũng nói hay đâu, có lúc giống như bữa nay buồn nấu nói chuyện hay đâu, thì có tùy theo bữa thì nó ngắt những cái khúc hay á, nó bỏ lên mấy clip nhỏ nhỏ trên mạng YouTube hay là trên TikTok á, thì đó cũng có phước á, cũng là cái sứ mệnh của mấy đứa nhỏ đó. Thì có thể rồi sẽ được ghi bản phong thần. Mỗi người có nhiệm vụ, hãy mình thấy mà có nhiều người có lợi lạc thì mình cứ việc làm là đúng. Ok, với Đạo Phật hôm nay mình nói chuyện sơ sơ, nó cũng không có gì khác, chỉ có một cái khác là nghe sẽ hòa giải. Ở trên đó nghe, ý ở trên muốn nghe với Yuken hòa giải. Rồi sau đó tới Biển Đông của mình thì lúc đầu việc đọc mấy bài sấm cơ đó, mình phải canh cái thằng phản thế thằng Mi nha, mình sẽ bị Trung Cộng nó quýnh rồi đó. Chứ đừng có để nó sẽ quýnh ra mình đó. Nó quýnh nhiều hay quýnh ít thì mình không biết. Đại khái có hai chuyện về mặt tiên tri thôi, còn tất cả mọi chuyện cũng bình thường. Hôm nay thì cũng không có hứng nói chuyện nữa. A Di Đà Phật, thôi xin tạm biệt. Bữa nào rảnh thì nói chuyện tiếp. Bữa nay có vậy thôi. Mọi chuyện cũng hy vọng chúc tất cả các mọi người thân tâm an lạc. Lấy kinh Thiên Tâm, kinh Địa Mẫu hay kinh gì cũng được, kinh Nhật Tụng ra đọc thường xuyên. Ngồi thiền. Nam Mô Di Đà Phật, xin kính chào.